Các anh em ạ, cái câu ấy, thời gian có thể làm thay đổi tất cả là chưa bao giờ sai cả. Và tất nhiên rồi, tai nghe không bằng mắt thấy. Hiện tại đây, tôi đang phải trải qua cái cảm giác đấy đây. Cái ngày mới yêu ấy, thì nó cho mình là nhất, hiểu không? Nâng niu chiều chuộng đúng cái kiểu là em là bà nội của anh. Còn bây giờ ấy, nó như kiểu một con người khác vậy. Thế nên mà có câu hát rằng, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Lúc trước nhá, chỉ cần ới một câu thôi là 5 phút có mặt, còn nhanh hơn cả xe ôm thân thiện, các bạn hiểu không? Còn bây giờ á, gọi nó, chờ nó qua đó nó như kiểu là chờ dâu ra cửa vậy. Xong ngày trước ấy, mỗi lần dỗ nhau ấy, là thanh niên, tay trái cầm bịch đinh ti vị sô-cô-la mình thích, tay phải cầm túi mận kèm với cả muối, đến năn nỉ ỉ ôi mặt dày. Đi về đi. Không, anh không về đâu. Anh sẽ đứng đây cho đến khi nào mà em hết giận thì thôi, thì anh mới về. Không thì anh sẽ không bao giờ về. Đúng cái kiểu đẹp trai không bằng trai mặt đấy các bạn ạ. Còn bây giờ, anh về đi, đừng có bao giờ đến đây nữa. Nó ném vào mặt mình câu tùy, sau đó nó quay xe ra đi như người xa lạ. Đấy, bảo xem là có tức không cơ chứ. Đã cáu rồi thì thôi, nó như thế mình lại càng cáu hơn. Xong rồi bắt đầu các ông lại cứ trách chúng tôi là giận dỗi linh tinh vớ vẩn. Nhưng mà các ông có biết vì sao không? Tại vì ban đầu ấy, các ông yêu thương, các ông chiều chuộng, quan tâm chúng tôi đã quen với cái sự quan tâm đấy rồi. Đùng một cái các ông không còn như trước nữa, thì tất nhiên chúng tôi sẽ nghĩ linh tinh rồi. Mà con gái thì lại là chúa đa nghi. Các ông chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ thôi là chị em chúng tôi bắt đầu suy diễn ra đủ thể loại trên đời, thể loại hành động, kinh dị, viễn tưởng. Các ông đã không hiểu tâm lý của chị em bọn tôi rồi thì thôi, lại còn trách ngược lại bọn tôi nữa. Hay là các ông nghĩ rằng câu được cá rồi thì các ông không thèm nhét thính vào mồm chúng tôi nữa. Đấy là lý do vì sao bọn tôi giận. Nhiều khi cãi nhau giận dỗi chỉ mong được người yêu nó xoa đầu một cái, nó xin lỗi một cái. Kiểu kiểu, thôi anh sai rồi, thôi thôi anh sai, tất cả là lỗi tại anh. Hay đơn giản là chỉ cần ôm một cái thôi, thế là bao nhiêu buồn phiền, bực tức trong lòng cũng được giải tỏa. Ừ, các ông có làm đấy, nhưng mà chỉ là lúc đầu thôi. Càng về sau các ông càng không được như thế nữa. Thì bảo sao bọn tôi không giận, không dỗi. Đã bao giờ nghe câu không có lửa làm sao có khói chưa? Các ông không làm gì sai chả bao giờ bọn tôi giận dỗi cả. Đàn ông con trai nhường nhịn người mình yêu một chút thì bị làm sao? Người ta cũng chỉ cần nịnh nọt xin lỗi một câu đã xong rồi cơ mà. Chả nhẽ xin lỗi người mình yêu khó khăn vất vả như thế cơ à? Ngày trước thì nếu mà giận dỗi là các ông nịnh nọt, còn bây giờ á, giận dỗi á, các ông một chửi lại cho, các ông quát. Tóm lại, trong tình yêu ấy, mỗi lần mà cãi nhau giận dỗi, các bạn con trai đừng có bao giờ cãi lý với cả con gái. Tại vì bạn có thể thắng lý, nhưng mà về tình thì các bạn lại sai. Thay vì quát mắng chửi bới thì các bạn nên nói nhỏ nhẹ cho cô ấy biết rằng cô ấy sai ở đâu. Điều đấy sẽ làm cho tình yêu của các bạn trở nên yên bình và yêu nhau hơn. Đôi khi xin lỗi không phải là bạn nhận sai về mình, mà là bạn đang trân trọng cái mối quan hệ này. Còn đừng hỏi vì sao con gái lại như vậy, tại vì ngay cả bản thân còn không biết là tại sao. Chỉ biết rằng ấy, em cũng chỉ là con gái thôi.